Xin chào tất cả các em. Tiếp theo ở video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải quyết bài tập 11 trang 90 sách giáo khoa hóa học lớp 10. Đề bài của bài tập số 11 như sau. Cho những chất sau: CuO, dung dịch axit chlorhydric, hydro và mangan dioxide. Câu A, chọn từng cặp trong những chất đã cho để xảy ra phản ứng oxy hóa khử và viết phương trình hóa học của các phản ứng. Câu B, cho biết chất oxy hóa, chất khử, sự oxy hóa và sự khử trong những phản ứng hóa học nói trên. Chúng ta có thể quan sát đề bài cô đã viết ra giấy rồi nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xác định xem từ 4 chất mà đề bài cho sẽ có những phản ứng oxy hóa khử nào xảy ra. Chúng ta đi từ CuO. Cho CuO tác dụng với các chất còn lại. Đầu tiên CuO phản ứng với HCl. Thì đây là oxit bazơ tác dụng với axit. Phản ứng này là phản ứng trao đổi, nó không phải là phản ứng oxy hóa khử các em nhé. CuO cộng với H2 thì phản ứng này có xảy ra và nó là phản ứng oxy hóa khử. Vậy đầu tiên chúng ta có cái phản ứng đầu tiên, đó là phản ứng số 1 này, là CuO cộng với H2. Thì chúng ta được cái gì? Cu cộng với H2O, đúng không? Phản ứng thế. Đây là phản ứng oxy hóa khử thứ hai. Sau đó thì chúng ta có CuO cộng với MnO2. Thì ở đây không có phản ứng oxit bazơ thì không có phản ứng với nhau, được chưa? Tiếp tục tịnh tiến đến HCl. HCl không phản ứng với H2. HCl có phản ứng với mangan dioxide không? Có phản ứng nhá. Vậy phản ứng số 2 đó là MnO2 cộng với HCl, chúng ta được MnCl2 cộng Cl2 cộng H2O. Đó. Tiếp tục tịnh tiến H2, H2 và MnO2 thì không có phản ứng với nhau. Vậy thì tất cả chúng ta có tất cả hai phản ứng oxy hóa khử, đúng chưa nào? Câu B, chúng ta đi xác định chất oxy hóa, chất khử, sự oxy hóa, sự khử. Vậy chúng ta đầu tiên đi xác định sự thay đổi số oxy hóa đã. Cu trong CuO ở đây là dương 2, chuyển sang vế phải nó là 0, đúng không? H2 0, chuyển thành H dương 1. Vậy thì trong phản ứng số 1, phản ứng số 1 chúng ta sẽ có CuO là số oxy hóa giảm đi, sẽ là chất oxy hóa. Và H2, H2 từ 0 giảm tăng lên dương 1 thì nó sẽ là chất khử. Và cái ý số 2, chúng ta đi xác định sự khử, sự oxy hóa. Thì các em thấy là cái sự nhường electron của H2. Đây, H2 chuyển thành H dương 1 nó nhường E, thì sẽ là sự oxy hóa. Nhường E của H2 là sự oxy hóa H2, đúng không? Và sự nhận E của Cu2 cộng, hay là của, cô ghi là ion đồng đi, là sự khử ion đồng, được chưa? Đến cái phản ứng số 2. Đến cái phản ứng số 2 ở đây chúng ta có là mangan từ dương 4 mà chuyển xuống mangan dương 2, đúng không? Cl từ -1 tăng lên Cl0. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là MnO2 là số oxy hóa giảm đi, sẽ là chất oxy hóa. Thế còn HCl, số oxy hóa tăng lên, sẽ là chất khử. Được chưa nào? Sau đó chúng ta xác định sự khử và sự oxy hóa. Thế ở đây, sự nhường E của cái gì? Cl từ -1, đúng không? Chuyển thành Cl0, nó tăng lên. Đấy, vậy thì nó sẽ nhường E. Thế sự nhường E của
ion clorua. Hay là có ion Cl trừ đi. Được chưa? Sự nhường E của ion Cl trừ là sự oxy hóa Cl trừ. Được chưa? Và sự nhận E, sự nhận E của mangan, của mangan dương 4 đúng không? Chuyển thành mangan dương 2 là sự khử ion mangan. Được chưa nào? Mangan. Đấy, ion mangan được. Được chưa? Và như vậy thì thông qua số bài tập số 11, chúng ta lại một lần nữa ôn lại thế nào, cách xác định thế nào là chất khử, đâu là chất khử, đâu là chất oxy hóa, đâu là sự khử, đâu là sự oxy hóa rất là kỹ càng rồi. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.